Dạ không ạ. À, mình không lén ai lần nào? Dạ không. Hung gió có không? Dạ không. Hung trong mơ có không? Dạ không. Bạn ấy nói em thuộc dạng là quan tâm quá, bạn thấy ngập ngừng nên chia tay. Trời ơi, cái phụ nữ không khó chịu không? Khó chịu, khó chịu. Quan tâm thì không quan tâm thì cũng nói, mà người ta quan tâm quá thì cũng nói. Dạ. Khổ gì đó. Em thì thích mẫu bạn trai là ấm áp, biết quan tâm bạn gái và thật lòng muốn yêu em. Thôi nhà trai. Rồi, thôi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em ngồi. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thành Lộc, giờ sinh năm 1995, quê An Giang, hiện đang sinh sống tại Bình Tân ạ. Thành Lộc hả? Dạ vâng ạ. Trời, tên nổi tiếng quá ha. Dạ vâng ạ. Thành Lộc làm công việc gì vậy? Dạ, hiện tại em đang là cộng tác viên cho công ty chuyên về logistics á, khu vực Sài Gòn. Nhưng mà cụ thể là em làm gì Lộc? Nhân viên giao hàng ạ. À, nhân viên giao hàng đúng không? Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn nam bên kia và quý vị khán giả ạ. Em tên là Võ Thị Thu Hằng, năm nay em 27 tuổi, em đang làm kế toán ạ. Làm đâu Hằng? Ở đâu cưng? Dạ, em làm ở Bà Rịa ạ. Bà Rịa hả? Ôi, thế mình sống ở đâu? Ở Bà Rịa luôn hả? Dạ, ở Bà Rịa luôn chị. À, nhà gái có ưu điểm gì chia sẻ cho mọi người biết nè? Ưu điểm của em thì dễ hòa đồng. Khi mà làm một cái việc gì đó thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Em cũng biết làm một số món bánh, nhưng mà em thích món nào thì em sẽ tìm hiểu và em làm. Rất là nội trợ. Nhưng mà chỉ là khi rảnh thì em làm thôi chứ không có thường xuyên. Với lại nấu ăn thì cũng không có dịp nấu thường xuyên. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì có lẽ là em cũng ít nói. Với lại ví dụ như có một cái vấn đề gì đó thì em hay giữ trong lòng. Ủa, em hòa đồng mà em ít nói là sao? Dạ, ý là khi một vấn đề đi làm đồ thì em rất là hòa đồng với mọi người. Nói chung là làm khi vui thì mình vui, còn trong công việc thì em cũng nghiêm túc lắm. Dạ, cũng khắc khe trong công việc. Cười giữ hòa đồng được rồi. Dạ. Đúng không? Dạ vâng. Rồi em trai. Dạ, em cũng có một số ưu điểm là em là người hướng ngoại anh. Là luôn mang trong mình năng lượng tích cực, vui vẻ, hòa đồng này kia. Được. Dạ. Anh thấy cái năng lượng em nhiều đó. Dạ vâng ạ. Em thì là biết nấu ăn cơ bản, biết quan tâm chăm sóc người khác. Vậy là tốt. Biết quan tâm chăm sóc người khác là rất là tốt luôn á. Dạ vâng ạ. Có cái điểm gì mà em cảm giác mình hơi yếu không? Dạ, nói chung là em sợ máu anh. Sợ máu? Dạ vâng ạ. Không sao. Dạ, có nhiều người bị lắm. Có gì nó khác nữa không? Với lại em hơi nóng tính. Người như em mà nóng hả? Dạ, ông ý nóng là khi nào mà gặp chuyện thật bức xúc lắm luôn em thì nóng bức tính. Bức xúc thì nóng lắm em làm gì? Dạ, em đập bàn, đập ghế này kia. Có đập người không? Dạ không ạ. Em đó giờ ít tiếp xúc vật lý dài lắm. Rồi, tình duyên. Tình duyên nhà gái như thế nào? Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai hả? Hả? Chưa yêu ai? Dạ. Sao vậy em? Dạ thì trong quá trình đi học và đi làm thì cũng có nhiều người là muốn làm quen với em, cũng tấn công với em, nhưng mà em giống như em sợ yêu á. Sợ yêu hả? Dạ. Mà nào giờ em có thích ai không? Dạ chưa ạ. Không thích ai luôn á hả? Dạ. Lúc đi học thì có những bạn nam tấn công á thì mình chỉ giữ ở mức bạn bè thôi. Đi làm rồi thì cũng có một số trường hợp, nhưng mà tại do em lúc đó là em chưa có nghĩ đến chuyện yêu đương và cưới. Nhưng mà mình có tương tư người nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi, chưa có cảm giác thương ai mà. Dạ. Hay là lo học không à? Lo học với lo làm. Ủng quá em. No. Sao phí vậy? Bên đây nhà trai nghe phái phái rồi đó. Chào nhà trai. Sao thấy bên kia trông trắng quá, em có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Gì ngại? Vậy thì phải phái phái chứ. Trời ơi, tôi chưa có quen người nào hết trơn. Dạ. Em yêu mấy lần rồi? Dạ em thì quen được một lần, được khoảng 6 tháng. Khi mà quen là lúc trước là công ty cũ, là em làm ở trong văn phòng, còn bạn ấy là nhân viên của tiệm photocopy á. Rồi sao chia tay? Thì cũng đi ăn, đi chơi được mấy lần, xong rồi bạn ấy nói em thuộc dạng là quan tâm quá, bạn thấy ngập ngừng
chia tay. Trời ơi, thế phụ nữ không khó chịu không? Khó chịu người ta quan tâm thì không quan tâm thì cũng nói, mà người ta quan tâm quá thì cũng nói. Dạ. Khổ vậy đó. Rồi được rồi, tôi qua tôi hỏi người này có thích quan tâm không? Chào em gái. Nhát quá hả? Nắm tay bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Nghĩ người ta còn không nghĩ tới nữa, ở rồi nắm có tay. Có khi nào bị hung lén lần nào không? Dạ không ạ. Mình có hung lén ai lần nào không? Dạ không. Hung gió có không? Dạ không. Hung trong mơ có không? Dạ không. Tâm sinh lý cũng bất ổn quá hả? Không có thích gì khác giới luôn hả? Dạ thích khác giới ạ. Bạn thân của em cũng đặt câu hỏi cho em là em có thích con trai không? Nhưng mà em khẳng định là em thích con trai. Người này lạ nha. Ừ. Tuổi cũng lớn rồi mà cũng chưa có cảm giác gì yêu đương. Tôi lo lắm. Chưa cảm giác gì với người khác giới trơn á. Vậy thì có cái bây giờ mình nghĩ là hình dung cái người yêu của mình nó sẽ như thế nào không? Em thì thích mẫu bạn trai là ấm áp, biết quan tâm bạn gái và thật lòng muốn quen em. Hồi đó giờ coi phim ảnh này kia hay coi các chương trình này kia trên truyền hình này kia có thấy cái mẫu hình lý tưởng nào mà mình thích không? Dạ cũng coi những bộ phim tình cảm á, thì nam chính em thích lắm. Cái em tưởng tượng mình cũng là nữ chính. Đó, vậy là có nha. Tức là nó chưa gọi là bước phá lên một cái điểm mới thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi một mình ạ. Thôi cứ đi cùng mình luôn. Trời ơi, không có ông nào đâu thiệt. Trách nhiệm tôi nặng nề quá. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Dạ em xin chào MC và khán giả cùng với bạn nữ. Em là Hiếu, bạn của Lộc. Em thấy Lộc nó cũng hơi nhát về vụ chuyện gái á. Bạn nữ thì xinh. Em chỉ có một câu là trên đời này á, mình gặp rất là nhiều người, nhưng mà để cái người để mình mở cái duyên ra thì không phải lúc nào cũng có cơ hội. Cho nên là qua đây cái nút bấm không thể hiện được là hai bạn sẽ yêu nhau không, nhưng mà đó là sẽ hai người cho nhau cái cơ hội để mở cái duyên của mình ra. Và mong là hai người đến với nhau bằng cái trái tim rung động của mình. Dạ xin hết. Cũng lời lẽ gì lắm ha. Ừ, có bồ chưa em? Dạ chưa, em còn bé. Em có bồ, chưa có bồ mà em nói gì. Nói mở cái duyên nói kinh nghiệm ghê vậy đó. Rồi bây giờ mở rào nào, 2, 3 mở rào. Tấn công đi Lộc. Cái mũ hồi tặng em. Em sẽ đeo luôn được không? Chưa chi tặng chiếc vòng cầu hôn. Tôi đố không đeo vô được á. Ông rung á, hai cái mắt á, nó lệch vậy. Trời ơi. Của người ta. Thấy thương không? Chưa. Đeo xong cúi đầu chào nữa. Rồi cảm ơn em. Mình mở ra coi bạn gái tặng mình gì. Cà vạt. Anh cũng thích màu cam. Cho anh nắm tay luôn. Đó đúng rồi. Nói gì luôn đi. Ngày nói lại em sắp làm bánh. Anh thì cũng đang định học làm bánh để mở một tiệm nhỏ. Nên mong là chúng ta sẽ có cơ hội. Yeah. Rồi mời hai bạn về chỗ. Bây giờ là vô cái biểu diễn một bài hát nào cho nó vui, lấy lòng bạn gái coi. Em cũng có một bài hát. Em thì ca sĩ phòng tắm nên nhiều khi không có hay. Cái gì phòng gì? Phòng tắm là cái gì? Dạ phòng tắm ạ. Ủa sao ca sĩ phòng tắm? Là đi hát cho phòng tắm không rồi, không hát từ phòng trà. Trời ơi, ta có ca sĩ phòng trà, không ca sĩ phòng tắm. Dạ. Em lặng im còn anh thì ngồi ngấn ngơ, nhìn khuôn mặt ngây thơ thấy em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt em anh lại lùng ngó sang, anh thẫn thờ bơ phờ đôi mắt mơ. Anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng sắc khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng khiêu em là sai đánh đấy không cần đúng. Người yêu ơi yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là anh thì ai để anh đưa em về. Một tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé baby. Trời ơi, em hát anh mệt luôn á. Dạ. Hát này chắc, hát ca sĩ phòng tắm này hát chắc hao nước lắm á. Không phải ấn tượng nha. Bài này nhớ khi nào cưới vợ hát bài này trên sân khấu luôn nha. Dạ vâng. Rồi nhà gái có đáp lại nhà trai bài nào không?
Dạ, em xin hát một đoạn. Đứng lên nhìn bạn trai hát giống như nãy vậy đó. Nhìn qua đây, nhìn qua đây. Bẻ một người qua đó. Có rượu không em? Hả? Để em cầm tay cho em bớt luôn. Đó, đúng rồi. Hát đi. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Những tim em đang cồn cào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Sao không yêu nhau bây giờ yêu luôn đi. Tim lên em đang thật lòng, em đang nghe đây anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Dạ. Hai này nó hợp ca sĩ phòng tắm luôn rồi đó. Đúng rồi đó. Bây giờ em trai, mình và anh An Giang đúng không? Dạ vâng ạ. Hát cái lương hay mình ngồi đối diện nhau nè. Em cũng có hát được từng cổ chút xíu. Lại nắm tay bạn gái, hát cái lương cho anh nghe coi. Live show luôn á. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá đậu xanh cũng nên vợ nên chồng. Nắm tay. Cao thắm chậu xanh sẽ thêm đượm tim nồng. Buổi sáng tinh sương gánh chầu ra chợ, trên con đê dài thoang thoát đôi chân. Anh không sợ nắng vàng làm héo úa lá đậu xanh, mà chỉ sợ cho người yêu chờ đợi buồn phiền. Đôi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Nhưng rồi một hôm mưa buồn sớm chợ, bên thúng chậu xanh em chờ bạn chung tình. Mưa gió cách ngăn duyên kiếp đôi mình. Chợ vắng thưa người sao em không tới. Yêu nhau rồi ngại gì lầy lội bước chân. Để anh quay về thờ thẫn nhớ thương. Sầu nắng gánh nay nắng tình em thương nhớ. Em phụ anh rồi em không đến nữa. Để duyên... để... Tôi đó thì tôi rất là ghi nhận cái sự cố gắng, sự nhiệt tình, sự tự tin của bạn này. Trời, tôi nói thiệt nha, về nhà gái tôi hát thôi chinh phục cả nhà gái luôn. Đúng. Không có duyên nhàn lọc dễ thương lắm. Dễ thương cũng chết luôn rồi trời. Không lẽ giờ không làm mai mối bắt đứng hát hoài chứ. Tao thấy tính rồi sao? Dạ, thấy ảnh vui vẻ. Dạ. Dễ thương không? Dạ, dễ thương. Chất phát thật thà. Dạ. Trai miền Tây vậy không á. Lộc thấy em gái sao? Nói đi. Dạ, em thấy xinh, thân hình cũng có giá trị phù hợp với tiêu chí của em á. Em thấy thích không? Dạ, thích ạ. Trái tim có rung động gì không? Dạ, cũng nãy giờ hát nhưng mà cái tim nó cứ đập thành thịt. Đó. Hiện tại thì mẹ anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nên nếu rộn được thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em thì quan trọng là trong quá trình tìm hiểu, nếu như mà tình cảm đủ thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Thế em thích cuộc sống hôn nhân như thế nào? Đối với em thì mình phải là thật lòng với nhau. Cái thật lòng là cái đầu tiên đó. Dạ vâng. Dạ, luôn thật chung thủy. Thật là bị dân miền Tây có thừa. Dạ. Thí dụ giờ hai mình lấy nhau thì mình tính sao? Ở Bà Rịa hay là ở đâu đó mình thử ra đưa ra tương lai coi Lộc? Hồi nãy anh cũng có nói em là anh đang định học làm bánh để mở một tiệm bánh nhỏ nhỏ để ở quê. Không biết là em thích ở quê em hay là quê anh? Tại vì quê anh thì nhà anh đã sửa sang xong rồi. Nói chung là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Chỉ còn đón con dâu vậy thôi. Dạ. Yeah. Thì em thì ở đâu cũng được ạ. Quan trọng là mình có nhau. Dạ. Yeah. Quá đã. Bây giờ Lộc bước tới nắm tay em gái. Mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về bạn gái. Mình mong muốn điều gì. Trái tim mình đã đập như thế nào. Mình thông báo cho bạn gái biết. Nắm hai tay luôn Lộc. Em thấy anh thế nào? Dạ, em cũng thấy anh có sự ấm áp à. Ok, mình mong chúng ta sẽ được tiến tới hôn nhân xong. Người ta chưa nắm tay ai bao giờ, chưa có được con trai hung bao giờ mà nó tấn công người ta dồn dập quá. Phải luôn hả Lộc? Vậy mới là đàn ông với Lộc. Mạnh dạn vậy đó. Rồi, bây giờ thôi ngồi vô ghế đi. Bây giờ mình thích mình bấm nha. Dạ. Lộc thích Lộc bấm liền luôn. Rồi, ai không thích thì không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Làm cho đàn trai tôi hồi hộp. Và chị hai,
Làm gì bấm chậm vậy? Suy nghĩ hả? Dạ em đợi anh đếm xong em bấm. Đây ta thích ta bấm liền phải không? Chính thức hai đứa hẹn hò nhau. Bấm tay. Tính bấm tay chú Linh thấy gì? Dạ không bắt tay, tính bắt tay chú Linh. Cảm giác trong lòng mình sao Lộc? Em thấy là hồi hộp, tim đập thình thịch. Thình thịch? Dạ. Chị nghĩ em không hồi hộp bằng bạn này đâu. Cảm giác của em như thế nào? Dạ nãy giờ em rung lắm. Em suy nghĩ như chứ gì? Trước khi đến chương trình á thì em đã dặn với lòng mình là phải mở lòng ra, thì để cho bạn Nam một cơ hội và cũng như cho mình một cơ hội. Một nụ hôn đầu tiên là chưa hợp bệnh nào. Khai trương nha, khai trương thì cho được. Từ từ, để cái tay vô má, nâng cái càm lên, nâng cái càm lên. Hung này tình cảm, để nguyên, hít vô. Anh thấy sao gái? Dạ, hồi hộp. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Bữa nay là một ngày đáng nhớ, nắm chặt tay nhau nha. Tôi không có ai để hung hết trơn, mình phải ngồi đứng cứ nói vậy chuyện hung. Ai muốn hung Ngọc Lan, tới đây gặp tôi. Đăng ký. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn em về điều này nha. Thưa quý vị, cặp đôi đầu tiên đã rất là suôn sẻ rồi và rất đẹp đôi. Không biết là cặp đôi thứ hai sẽ như thế nào đây? Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. KOA, tinh thần thép. Em thích mẫu bạn trai lớn tuổi hơn em. Lớn hơn có 7 tuổi thôi mà. Cái tuổi lớn vậy thôi, nhìn tưởng đâu 23 không à, yên tâm. Trong cái hình mẫu của em đó là một người chồng chung thủy. Anh có cái sự hiểu biết. Làm hay không làm cũng được, đối với em quan tâm gì. Nói chung nhiều khi mà nói thì cái mức thu nhập của em đủ có thể nuôi được. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Ôi chào cô gái. Thôi bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Em tên là Lê Văn Cường. Hôm nay em 33 tuổi, đến từ Thanh Hóa, làm việc ở quận 9 và ở Bình Dương. Em làm bên container cho khách hàng. Em ngày xưa là em làm bên điều khiển tàu biển, lái tàu biển. Ôi, thủy thủ hả? Dạ đúng rồi. Người đang lái tàu biển sao giờ là về lái xe nâng? Thì nói chung là mình đi biển thời gian thấy nó chán quá, bồn ba quá, mình lên bờ mình làm. Chứ hiện nay em ở đâu? Em ở trên Dĩ An. Dĩ An em ở với ai? Ở với chị gái. Bây giờ mình lấy vợ là chắc phải ra riêng đó đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Rồi, xin mời nhà gái nào. Em chào khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Hạnh, em 26 tuổi, em đến từ Đà Lạt. Hiện tại là em là giáo viên dạy tiếng Anh. Em đang sống ở đâu? Em sống ở Đà Lạt. À, sống ở Đà Lạt luôn. Yeah. Thì hồi trước là em xuống Sài Gòn học rồi làm việc như các bạn. Sau cái đợt dịch đó, thì mình thấy là mình muốn gần gia đình hơn, nên là mình sẽ chuyển về Đà Lạt để làm và gần gũi với gia đình. Dạ. Hạnh ơi, dạ. Ở bên nhà trai tôi đó là cái tuổi nó cũng hơi cao cao chút so với nhà gái đó. Dạ. Em có ngại ngùng gì không Hạnh?
Dạ không ạ, em thích mẫu bạn trai lớn tuổi hơn em. Dạ. Lớn hơn có 7 tuổi thôi mà, đúng không? Cái tuổi lớn vậy thôi, nhìn thấy tuổi 33 thôi. Thật ra nhìn tưởng đâu 23 không à, yên tâm. Thiệt không? Để đi qua coi. Thiệt. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Ôi, chào em. Nhìn mặt nhỏ xíu à. Ừ, nhìn mặt nhỏ xíu à. Mặt như nít vậy? Ừ. Mặt như nít thì tính tình sao? Có ưu điểm gì không? Ưu điểm mình có giống nít không? Không, mình đến tầm tuổi này thì mình phải chín chắn nha chị. Chín chắn như ngoại hình em vậy. Đúng rồi, đồ con hay tập gym nè. Thủy thủ mà. Nhà bà chị bán thịt á. Hay phụ á. Em phụ bán thịt nữa? Lâu lâu phụ thôi. Này chặt xương chặt đùi dữ lắm luôn. Ưu điểm mình là gì nè? Nói chung là mình có thể độc lập làm việc được. Khỏe mạnh thế này mà làm gì cũng được. Không biết có cái đấy. Tật xấu gì không? Nói chung là mình khô khan quá, mình hay nóng tính. Anh hồi xưa nóng tính dữ lắm, mà giờ anh còn nóng hơn nữa. Ủa gì kỳ vậy? Ê, khuyên ta bớt. Nghe nó nói nóng hơn. Kỳ vậy? Đàn ông không được nóng tính. Mình nguội trước đã rồi mình hãy nói. Nguội trước đi. Mình nguội trước đi. Đôi khi mình không kềm chế được đó. Không? Bởi vì tôi cũng khuyên các ông đàn ông á là bớt nóng tính là đi. Đôi khi mình nóng quá nó không hư hay. Bột hư đường hết trơn. Đúng rồi. Tôi cũng từng nóng mà nó hư bột hư đường hết. Ở trong đây 10 đứa nó ghét tôi có 9 đứa. Tôi nóng quá nhiều khi tôi bực mình tôi la ung sùm hết trơn. Chỉ có mình Ngọc Lan là Quyền Linh chưa nóng thôi. Đúng rồi đó. Nóng sợ tội nghiệp phụ nữ ha em gái ha. Dạ. Em gái dịu dàng nóng sao được. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em rất là dễ thích ứng với môi trường. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là suy nghĩ. Suy nghĩ. Con gái mà mình suy nghĩ cũng hơi nhiều. Suy nghĩ làm sao để có tiền nè. Làm sao suy nghĩ coi sao là sinh con, lo con sao cho tốt nè. Đúng không? Phải suy nghĩ để cái đầu óc nó hoạt động đó. Hỏi thôi, thủy thủ này kìa. Hồi xưa thủy thủ là nhiều lái cô gái mê lắm quá rồi. Có thời gian yêu đương không? Trước thì em cũng quen một người mà sau nghe em đi tàu thì em chia tay luôn. Một người thì lúc suốt ngày trên biển cá lênh đênh vậy, một người trên đây đâu có hợp được. Sau khi lên đây thì mình cũng đi làm mấy nghề nữa, cũng làm bên văn phòng thời gian, nhưng mà thấy suốt ngày mà chứ ngồi thì sếp thì ngồi trước rồi phải đóng thùng sơ vin rồi đi nó thoải mái, không có tự do thoải mái là rồi mình xin xuống lái xe. Thịt heo của chị là ngon. Chị không có áp lực gì hết. Bữa nào bán nhiều vui nhiều, bán ít vui ít. Dạ. Còn nếu bán không hết lấy thịt heo nấu ăn còn vui hơn nữa. Bán không hết chắc không vui rồi. Em chỉ là phụ đi giao hàng, trước phụ đi giao hàng thôi chứ còn em lâu lâu thì ra đó phụ thối tiền cho khách. Có nào em ra em gặp cô gái nào em khoái không? Nói chung là trong môi trường làm việc cũng như mình không gặp phụ nữ luôn á. Kỳ vậy? Không đi giao hàng thịt heo thì thường mấy bà nội trợ nhận không hả? Ừ, mấy bà có con không hả? Ừ. Kể cả trong cảng em làm vậy toàn con trai không à, mà mình biết mình thanh niên chưa vợ mấy ông có gia đình ngay chiều ấy là chiều nay có chương trình gì không à, thôi mệt lắm nghỉ thôi, mày ra đây đi, không ngay ấp này mày uống đâu. Bây giờ mình phỏng vấn nhà trai rồi, giờ tới nhà gái nè. Đường tình duyên em gái sao? Trong lúc đi học đại học thì cũng có một mối tình, nhưng mà mình còn trẻ mà cho nên là thời điểm đó mình cũng chưa biết mình muốn gì, bạn cũng vậy nên là nó không có đi đến được với nhau. Rồi sau khi ra trường thì bị dính đợt dịch, rồi ở nhà làm online. Dạ, rồi cũng muốn tập trung vô sự nghiệp. Bây giờ thí dụ như bạn bên đó, bây giờ mình hợp với bạn bên đó đi. Mình có thể thay đổi, thay vì dạy Đà Lạt, bây giờ mình về dạy ở thành phố Hồ Chí Minh được không? Hiện tại là em đang dạy online. Em nghĩ là em có thể chuyển được. Vậy đâu cũng được, online mà dạy ở thành phố cũng được, mà Đà Lạt cũng được đúng không? Bây giờ là em muốn có một người chồng như thế nào trong mơ ước của em? Trong cái hình mẫu của em đó là một người chồng chung thủy. Anh có cái sự hiểu biết để mà có thể mà trao đổi với em và chia sẻ với em những cái vấn đề trong cuộc sống. Mình có cái sự khoan dung, ví dụ những cái lỗi lầm của em. Em muốn là lớn tuổi hơn em. Lớn bao lớn luôn. Nói chung là em muốn một người đàn ông có cái định hướng tương lai. Anh có một cái hoài bão cho công việc cũng như là sự nghiệp của anh. Thì em rất là nể phục những cái người đàn ông như vậy. Chàng trai này là cũng xác định là nếu mà lên Đà Lạt là đổi nghề. Đổi nghề, anh cũng nhiều nghề mà. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành rơm. Thành rơm luôn á.
thấy chị bên em không? Dạ, em cảm ơn. Ừ, giờ em có nhu cầu bạn gái như thế nào nè? Nấu ăn được rồi, với hiền thôi, thế thôi, cũng chả cần gì. Cô gái này bao hiền luôn. Tại vì em ăn tiện ngoài nhiều, ngán quá, biết nấu cơm, em đi làm thì nấu cơm mà rồi. Còn cái làm hay không làm cũng được, đối với em quan tâm. Vì nói chung nhiều khi mà nói thì cái mức thu nhập của em đủ có thể nuôi được. Em nếu mà em có nhu cầu chị lấy người về nấu cơm cho em ăn, em qua về nhà bà bán cơm á, em coi bên đó. Lấy con bả cho ừ, rồi. Ừ, lấy con bả cho rồi. Không, nói chung là mình chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không cần đòi hỏi gì nhiều cả. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Em đi với chị. À, dĩ nhiên đi với chị rồi, quên. Dạ, em xin chào tất cả chương trình và tất cả những người xung quanh nhân trường quay. Em là chị gái của Cường, đến từ Bình Dương. Nói chung là em thì em dễ lắm, sao cũng được cả. Miễn sao là em nó sống hạnh phúc là được rồi. Nói chung là mình tạo điều kiện cho em mình làm được. Nhưng còn nếu như làm chung là không, phức tạp. Không, em quan điểm em là vậy đó. Thì bây giờ nếu như Cường lấy vợ, ví dụ như là ở trong này cũng được, hoặc là ở ngoài quê cũng được, cái nói chuyện nó không quan trọng. Miễn sao là sống với nhau hạnh phúc và hiểu nhau là được rồi. Ví dụ giờ cưới về chưa có chỗ ở, nó kẹt có hai chồng ở chung chị thời gian được không? Chuyện đó thì bình thường không có sao cả. Rồi khỏe, ở thời gian có chị lo xong rồi tính tiếp ha. Đúng rồi. Đúng. Mình hỏi nhà gái đi với ai nào? Em gái đi với ai vậy? Em đi với bạn thân của em. À, dạ em chào anh chị, em chào khán giả và em chào anh ạ. Em cảm nhận được từ, tớ cảm nhận được từ anh á, một cái sự chân chất và có rất là nhiều những cái trải nghiệm va vấp ở bên ngoài cuộc sống rồi. Có nhiều cái nét tương đồng mà có thể cậu sẽ cần một cái bờ vai che chở, một cái nơi nương tựa. Thì tớ nghĩ là anh có những cái điều đó. Còn cái chuyện mà quyết định hay là cái cảm nhận từ phía cậu thì cậu cứ hãy nghe trái tim của mình. Trời, hay quá. Tớ nói như vậy rồi đó, còn cậu quyết định nha. Bây giờ thì chúng tớ xin phép được mở rào. Tiến tới đi Cường. Sao thấy em trai tôi sao nè, tướng tá được không? Dạ thấy anh cũng to cao. Tôi mà làm gái tôi chịu ông này liền á. Rồi thôi mời hai bạn về chỗ. Rồi hai đứa đứng không biết nói luôn trời. Vậy mỗi ngày em đi giao thịt heo nói gì? Kinh xong rồi đi về thôi. Nó hiền vậy trời. Người ta hỏi gì bảo thịt có ngon không, muốn ngon hay không kiểm tra đi biết. Trời đất ơi, ta phải giới thiệu thịt này ngon, thịt này chị tôi mới lấy sớm nóng hổi này không? Tại vì làm sẵn rồi anh, làm sẵn ở nhà tới là giao thôi. Này chắc ít tiếp xúc nữa lắm à. Chào em. Dạ chào anh. Em có muốn hỏi gì không thì em nói đi đành. À, em muốn hỏi là anh nghĩ gì về cái quan điểm là hôn nhân là mình sẽ chung thủy một vợ một chồng đến suốt đời. Nói chung là cái tuổi như anh bây giờ thì muốn quen ai để lấy làm vợ, chứ không phải là quen kiểu mà để quen chơi chơi. Em có hay xuống với Sài Gòn chơi không? Dạ, hiện tại thì cũng có công việc, mỗi tháng thì em cũng có xuống. Nói chung là nhiều khi công việc nó cũng đi lại thì phải xin sếp ký 2-3 ngày thì xin nghỉ 2-3 ngày cũng được. Nghĩa là về cái khoản thu nhập của mình á, thì là nhiều khi nó tế nhị quá nên khó chia sẻ. Nhưng mà đi bán thịt heo gì? Bán lấy từng chuyến của chị hay chị trả lương? Người ta nói không phải là nghề chính của người ta mà. Phải đi bỏ, phải trả tiền cho người ta chứ. Không, chị đi phụ thôi. Không trả hả? Cậu chỉ phụ chứ cậu không trả lương. Phụ phải trả người ta chứ. Không, tuyệt đối là không có trả lương. Giống như là cậu đi làm về buổi sáng là cậu tranh thủ là cậu đi giao cho đó à. Rồi sau đó là nói cậu đi lấy tiền cho đó dùm à. Hoặc là ngày nào mình đi đâu đó thì nói là sáng mai cậu ra chợ, cậu bỏ hàng cho người đó dùm. Không trả lương đó. Không. Nhưng người ta nuôi ăn học bao nhiêu năm rồi. Có lo chứ. Thì lương đó là coi như tiền ăn học hồi xưa giờ. Tính vậy sao được? Phải đòi lương. Thôi em mà em cũng không cần. Cần chứ, nữa có vợ con cần. Tại vì cậu nhiều tiền hơn mình. Vậy là đàn trai tôi có tiền lắm em ơi, vô. Nãy giờ là đang hỏi giùm nhà gái đó. Nói chung là cậu có một cái tương lai gọi là khá ổn định. Hai em tới đây nào, cô giáo đây, đứng đây nắm tay đây hai đứa, chị coi ngắm hai đứa được không nha. Em cầm tay em được hơi run quá. Sao trời vậy, tay ai run? Tay em run hay tay bạn gái run? Tay em. Em thấy anh như thế nào thì em
chia sẻ với em. Em thấy anh là một người tốt, chất phác. Chị thấy cô giáo chắc có vẻ là cũng còn điều muốn hỏi đúng không? Tại nãy giờ chị thấy em cũng ít nói. Dạ không ạ. Tại vì em thấy anh chị đã hỏi giùm em rất là nhiều rồi. Đúng rồi đó. Anh hỏi giùm nhà gái, nhà trai rất nhiều rồi đó. À, các bạn về vị trí đi. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu cảm xúc đó nó hợp với mình đừng ngại ngùng bấm nút. Rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Là tôi hơi sợ. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau rồi đó, nắm tay đi. Chính thức chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi. Nắm tay vậy nè. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, mời em gái. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Mở mặt nạ đi hai bạn ơi. Rồi, đẹp gái. Đẹp trai luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Hãy chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Mời em trai trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Chào như anh chị có mặt trong trường quay. To rõ là tôi phải rồi đó. Em đến từ Tiền Giang, tên của em là Thái Hoàng Thắng. Wow, trời, hàm răng cắn muốt đều, dễ sợ, đẹp ghê luôn. Rồi, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh bên ngành xây dựng nước sơn, nước, gạch men, trang trí nội thất. Ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho, Tiền Giang chị. Là ở sống với Mỹ Tho, Tiền Giang luôn? Dạ. Hôm nay lên đây ghi hình thôi? Dạ. Wow, hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chị hai, với hai bạn đồng nghiệp, với một chị bà con. Wow, cả nhà đi lên trên đây luôn ha, ủng hộ ghi hình ha. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, em gái sao nè? Chào chị Tường, chào anh kế bên. Em tên là Vương Cẩm Giang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện là công tác ở công ty Wuyon Logistics Việt Nam. Là làm dễ gì vậy em? Em làm nhân viên kế toán. À, rồi. Dạ. À, em đang sống ở Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ. À, không, quê em ở An Giang, nhưng mà em sống ở Bình Dương. Còn người Bình Dương và người sống Tiền Giang mà, phải không? Dạ. Tiền Giang là lên thành phố khoảng 70 cây đúng không? Rồi 70 cây xuống Bình Dương thêm nhiêu cây nữa? Từ đây Bình Dương nhiêu cây? 20? 30? 30 nữa là 100 cây trọ, 100 cây chẳng. 100 cây đi mấy tiếng? 100 cây đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng, bao lâu hẹn hò được với nhau một lần? Có ngại yêu xa không? Nếu mà yêu thì chắc đến được chị. Một tuần gặp một lần. Tuần gặp một lần. Ủa rồi đi làm là đi làm giờ giấc sao? Dạ em làm thì thời gian cũng thoải mái à. Thoải mái. Làm giờ hành chính hay là gì? Dạ em cũng làm giờ hành chính. Vậy là thứ bảy chủ nhật nghỉ? Thứ bảy nhật không nghỉ, làm. Vậy rồi đi lên thành phố chơi đi ngày nào? Sắp xếp nghỉ chị. Là làm ở nhà không có thời gian nghỉ. À làm cho ở nhà không có thời gian nghỉ. Dạ. À cụ thể là làm sao?
Em bán gạch men, đồ trang trí nội thất. Ở nhà mình kinh doanh tự bán ở nhà, thích đi thôi đúng không? Ở nhà có người phụ không hay là đi đóng cửa? Dạ có người phụ. Rồi cũng được, đang ở nhà chung với ai? Ở nhà với mẹ. Ở nhà với có mẹ. Hai mẹ con. Ở Tiền Giang có nhà cửa gì chưa? Dạ ở nhà Tiền Giang có nhà riêng. Có nhà riêng, dạ. Nhà của mẹ hay nhà của em? Nhà của em. Sao tự nhiên không ở Kiên Giang mà lên Tiền Giang? Tại cuộc sống mà như hồi đó giờ nhỏ lớn em đi làm á. Rồi không có ở dưới quê không có làm được những công việc nó mình làm. Mình lên đây lập nghiệp làm, giờ làm ở Tiền Giang thì ở Tiền Giang. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui tính. Thích giao lưu ở bên ngoài gì hơn. Điểm yếu của em là nóng tính, giống mù đường. Em đi đâu là em lên đây thì em đi lên Sài Gòn thì em phải Google search bản đồ em mới biết được là nơi đó đi cần đến. Với lại em không có nấu ăn, ở nhà chỉ gia đình là mẹ em nấu, em chỉ phụ vật vặt thôi. Ủa vậy rồi ở một mình ở dưới Bình Dương rồi ăn đâu? Công ty mới đầu thì công ty có người giúp việc đó, thuê ăn hai buổi. Ăn cùng sếp luôn. Rồi sau này em thứ bảy chủ nhật thì em sẽ mua cái gì đó về nấu, không thôi là qua đo thôi. Chỉ thì cũng nấu biết nấu đó, cũng biết nấu kìa. Nấu nhưng mà ăn không có được, em chỉ tự em ăn thôi. Nấu em ăn mà em còn thấy không được nữa hả? Trời cũng khó à nha. Biết nấu ăn gì không cưng? Dạ cũng biết. Nhưng mà tại vì thời gian dài thì ít có nấu thôi, chứ hồi trước thì cũng có nấu được. Vậy hả? Thỉnh thoảng ở nhà thì cũng tự nấu ăn mình. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giao lưu với những người lạ và thích kinh doanh. Em thì không hút thuốc. Rượu thì không uống. Bia thì đám tiệc lâu lâu thì em có uống, nhưng mà ít khi nào nhậu say lắm. Đó, nhìn hàm răng ông này là biết không có hút thuốc rồi, chứ thường mấy quý ông mà dưới quê nữa mà hút thuốc là răng nó răng khè ha. Rồi vậy cũng được. Nhưng mà dưới quê ai cũng miền Tây hết đúng không? Chắc chắn phải biết hát giọng cổ, làm câu giọng cổ nghe chơi cho nó vui nè. Đúng không? Ai cũng miền Tây mà. Vô đi em. Dùng quá. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng giờ này nơi đâu có thấu cho anh, có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong. Nhớ Hồng, Hồng ơi, Hồng ơi, bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy, đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Hồng trong bài ca vậy, tại em ca ơi. Trời, ta phải hỏi tên bạn gái tên gì người ta thế tên vô. Hồng là nhỏ nào? Hên cho em bữa nay bạn gái mặc áo màu hồng hồng nha. Coi như Hồng là kêu tên bên đây đi, cũng trùng hợp. Sao em nghe giọng cải lương của anh thấy sao? Hay, cũng hát hay, ấm. Tới phiên em, trả lại một bài, một đoạn. Em ca bài Anh Muốn Em Sống Sao. Đó, Hồng kêu tên nhỏ nào, Anh Muốn Em Sống Sao. Mời em. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hưởng không như bao người. Phải thương nơi xuống đây, để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chỉ em hầu hiu, giờ anh đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, vì em không muốn anh phải sống sao. Đó, anh muốn em phải sống sao. Mai mốt hát đổi tên nha. Nha, đừng Hồng nữa nha. Bạn gái tên gì nhớ không? Rồi, nhan hầm đi ăn luôn. Em giới thiệu tên lớn lên cho anh nghe lại cho em. Em tên là Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Bây giờ hát lại câu đầu, thế tên Vương vô vậy, hát coi nó vô không nè. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan vang. Có cố gắng. Thôi được rồi, vậy là vui rồi, có cố gắng rồi. Ok, bây giờ nói về chuyện tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em hả? Là không có mối tình nào, chỉ có là yêu đơn phương thôi. Trời đất ơi. Có bạn người bạn thích em nhưng mà em không có thích người đó.
giống như theo tình chạy chạy tình là chạy tình ha. Mà xưa giờ mấy chục năm không chưa có một mối tình nào mà hai người yêu nhau hết trơn à? Chỉ dài tìm hiểu cũng khoảng 2-3 tháng thôi là em thấy cảm thấy không được là em tự rút lui. Vậy là chưa có mối tình nào sâu đậm hết? Dạ đúng rồi. Chưa thề non hẹn biển gì với ai hết? Em cũng đang còn một cái vấn đề là với cái anh đó cách nhỏ hơn em 1 tuổi. Đang cũng là đi biển, đang đi biển ở Đài Loan nhưng mà có nhiều khi nhắn tin qua lại thôi, chỉ là nhắn tin trên tình yêu trên mạng thôi, nhưng mà thật chất là không có có tiếp xúc một lần, nhưng mà em thấy không ổn. Nhưng mà bạn đó cũng vẫn thương em, nhưng mà nhắn tin cũng giống như hỏi thăm bình thường thôi. Bây giờ còn nhắn không? Có, từ khi nào mà ảnh về Việt Nam thì ảnh mới nhắn thôi. Bây giờ còn vẫn còn liên lạc, sao lên đây làm chi? Không phải là chỉ là anh đó chỉ cảm thấy em thôi, nhưng mà em cũng đâu có ràng buộc gì anh ấy cũng đâu ràng buộc gì em đâu. Nhưng có bạn trai vô thôi tập trung chuyên môn nha. Dạ. Có bạn trai thôi cắt bỏ mấy cái vụ đi sống đi biển đó đi nha. Dạ. Không có cái chàng trai nào mà đi ra biển mất sống đâu nha em. Tại ảnh muốn mất chứ không có cái sống nào mất hết nha. Dạ. Tỉnh táo lên. Chị bị gạt hoài hả, chị biết. Còn em? Em thì trải qua 2 mối tình thật sự. Thì hồi trước cũng có quen, hồi năm 2009, 2010 thì cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm đó. Do em đi làm xa, em nước ngoài em làm thì ở đây người ta có chồng. Trời. Dạ, thì em về thì em có quen một người thì... Ủa em có đi nước ngoài nữa hả? Dạ. Đi nước nào? Dạ em đi 2-3 nước lận. Trời ơi, đi... Nhật, Nghe, Hàn Quốc. Đi làm gì đi dữ vậy? Dạ em đi làm. Làm gì? Hồi đó còn ở Sài Gòn thì bạn bè rủ đi vậy? Kiểu đi hợp tác lao động á hả? Cũng không phải hợp tác, tự đi á, dạng như công ty người ta mở ở đây á, cái người giám đốc ở Việt Nam á. Cái người ta hỏi mình đi làm thì người ta đưa mình đi vậy đó. Rồi có biết nói tiếng nước ngoài không? Hồi đó thì biết nói ít đỉnh à, nhưng mà giờ về đây rồi không có tiếp xúc nó không được. Mà hồi đó đi nói tiếng gì? Hồi đó nói... đi nước nào nói tiếng nước đó? Tiếng Nga nhưng mà nói vài tiếng à. Tiếng Nga? Giờ nhớ chữ nào tiếng Nga không? Nhớ cái chú Galasua gì á, rồi Da gì đó. Da đồng ý, còn Xua là không cho thì thôi xin xin bảo vệ đi ra cổng. Nó hô Da thì đi, mà nó hô Xua là đi vô. Đã. Kiểu như đó thôi. Hồi em có bấm nút không? Da là bấm mà Xua là không bấm nha cưng. Nhớ nha, tiếng Nga đó. Rồi mối tình ở đây, rồi về lại. Về đây thì quen lại được khoảng 6 tháng. Quen lại người đó nữa? Không, quen người khác vậy. À, quen người đó có chồng mất, mất liên lạc luôn. Tại hồi đó không có Zalo, Facebook gì á. Rồi, dạ. Quen được 6 tháng, sao chia tay? Tại thấy không hợp rồi thôi, không quen nữa. Không hợp là không hợp chỗ nào? Thấy hai người cũng tìm hiểu vậy đó mà thấy... Tìm hoài mà không hiểu. Dạ. Mà tới 6 tháng là cũng dài á. Dạ. Chị mà không hiểu 1 tháng, 2 tháng là lên đường rồi đâu, mà tới 6 tháng mới không hiểu. Có sâu nặng chưa? Có sâu đậm gì chưa? Cũng chưa chị. Cũng chưa? Dạ. Chưa mà ngăn được gì trơn trời. Phải không? Trời ơi, hai người đáng thương quá, gì đâu mà tuổi trẻ thanh xuân trôi qua có một mình vậy. Rồi bây giờ muốn kiếm người bạn gái hay sao nè? Kiếm người bạn gái thì biết chăm lo gia đình, chung thủy. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao thì không quan trọng lắm, 1m mấy cũng được, không quan trọng. Ừ. Mà đừng có mập quá được rồi. Rồi, chuẩn rồi đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cao trên em 1m65. Em 66. 66, trời ơi, dư được một phân. Dư ít đỉnh à, tiếp. Em cũng không quan trọng về ngoại hình, nhưng mà vấn đề là người đó biết lo, chăm lo cho em, biết chung thủy, chia sẻ. Nếu mà sau này có tiến tới đó, thì hai người phải giống như là chia sẻ những công việc với nhau, chứ không phải là bắt mình lên em làm hết. Mình lên em sao được, em có biết nấu ăn đâu, phải phụ em chứ. Gọi gì nữa? Giống như là nếu mà sau này hai người quen nhau đó, thì nếu mà một tuần anh ló lên một lần đó, thì thấy tình cảm thấy xa quá. Xa gì còn đỡ hơn cái ông đi biển. Ở đây dù sao người ta cũng người thật việc thật. Ở đây tuần ta lên ta thăm em lần mà em còn la xa. Vì mà em quen với con nhỏ đi biển. Ta làm chủ, bất cứ lúc nào em cần có gì quan trọng em gọi người ta 2 tiếng nói thì thích thì 1 tuần thôi. Nhiều khi đến thích rồi thì có khi 1 tuần đến 2-3 lần cấp đó không cho lên nữa luôn đó. Cái sống người ta không bao giờ mất, còn cái kia là mất sống hoài.
ở đây em không gặp nhiều là do công việc, ai làm ăn mà em gọi không, bất lúc nào cũng có sóng nè, gọi FaceTime, gọi cái gì cũng được hết trơn, gọi thấy mặt nhau mỗi ngày công việc, đúng không? Rồi mình rút ngắn thời gian yêu nhau đi, thật ra đi là không phải là mệt mỏi gì, nhiều khi sức khỏe đường xa rồi nó xe cộ nguy hiểm, em cũng em thương bạn trai em cũng đâu muốn hành xác nó đâu. Ví dụ thời gian đầu từng gặp 2-3 lần, rồi từ từ gặp lần rồi mình thay vì mình quen nhau 1 năm thì bây giờ mình ráng tìm hiểu cho kỹ đi, một lần lên ở lại lâu lâu á, tạo điều kiện cho người ta qua nhà ở, rồi người ta tìm hiểu cho nó lẹ, 3-6 tháng cưới xong rồi được khỏe ở chung một nhà. Dạ. Nó vẫn thực tế hơn cái bạn đi biển. Bình tĩnh lại đi, đúng không em? Dạ. Giờ em có ngại làm dâu không? Em không. Rồi, ví dụ ok, quen nhau 6 tháng rồi rước về ở chung với mẹ luôn, hai chồng kinh doanh buôn bán, phát triển chỗ buôn bán nó ra. Còn em không thích thì em vẫn đi tới đó rồi vẫn xin đi làm công ty, về nhà hai chồng chăm sóc nhau, hợp lý không? Dạ. Có nhà riêng rồi đâu có lo gì nữa. Con gái người ta nói là cây khôn biết chọn cành mà đậu, chị thấy cành này được rồi đó, đúng không? Dạ. Đâu đưa cái hình em coi coi. Chọn đi, đó có mấy cô chậm đó, chọn một cô. Chị mượn tấm kêu đi. Trời ơi, đòi hỏi nữa, trời cái hình này ổng là ai vậy trời. Chọn đi, hình này chụp mấy năm rồi cưng? Dạ 2008 á chị. Cái gì ông đưa hình 12 năm em trước? Em gấp quá em không có chụp được, hôm em lưu về máy rồi nhưng mà em không gửi kịp. Rồi cái hình này 12 năm trước? Dạ. Khúc này đang ở nước nào? Khúc đó ở Sài Gòn. Trời đất cô. Hình 12 năm trước em à? Thôi đâu. Trời ơi, thôi em cứ chọn theo cái cảm xúc của em đi. Em thích thằng nhỏ nào trong mấy thằng nhỏ đó? Vừa phải thôi nha ông. Tấm hình này chắc cũng lâu lắm chị ơi. Hình em chụp hồi năm nào vậy em? Em hả? Năm 2019 em làm với công ty. Ừ, 2019 mới năm ngoái à. 2008. Đâu? Cổ đâu? Một trong hai người này. Chọn một không lại đòi hai. Này chị. Ai? Chốt hạ, cầm tấm hình đó đi, đợi mở cửa ra tụi coi. Được chưa, được chưa? Anh nào? Áo vàng. Tại sao em chọn anh áo vàng? Em thấy ốm. Ốm? Sao nữa? Với lại nghe nói nãy cao 1cm 6. Mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình, mình chọn người có đúng hay không nha. Chọn đúng là tôi gả luôn. 1, 2, 3. Chào em. Chúc mừng hai bạn. Thì có món quà tặng em. À, em cảm ơn. Rồi, em tặng cho em món quà. Quà nữa cưng, trời lịch sự, người ta đi nước ngoài vậy, có khác, có quà nữa, quà gì vậy cưng? Dạ, nước quà. Nước quà? Sao giờ nhìn lại hình mình chọn đúng không em? Em cũng. Trời ơi, ông nhìn hình rồi mà cũng em cũng không biết nữa hả? Dễ sợ thiệt. Nó đó, chọn đúng hay rồi là đó. Đúng rồi. Chọn đúng rồi đó. Mà thấy từ 2008 tới nay đó rồi có khác nhau gì nhiều không? Trong hình đẹp hơn hay ngoài được hơn? Cũng vẫn. Nhưng mà cao hơn, lớn hơn. Trời ơi, đâu có cao hơn đâu, chiều cao cũng nhiều đó thôi chứ. Đây còn em chọn đúng chưa? Chọn sai à? Đâu, hỏi cổ coi. Cổ đâu, cổ là ai đâu? Đây. À, khi mà cánh cửa trái tim này vừa mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, thấy vui. Vui. Dạ. Còn em? Em thấy anh cũng hiền. Sao mặt căng quá vậy cưng? Cười tươi lên cưng. À, cũng vui vẻ. Cũng hoạt bát. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Ôi, vậy nãy giờ cũng khen không à, đó là những dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian riêng tư để mình vừa ăn uống với nhau, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Vị Ngon. Món ăn là có tên gọi là ít ôm cà đắng. Trời ơi hấp dẫn nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Chị Tường đi ít phút rồi quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng hiền vui vẻ. Em mời anh. Em lên đây làm lâu chưa? Em lên năm 2019. 2019, gì cũng mới đây. Em ở An Giang ở chỗ nào? Em ở Thoại Sơn. Bao lâu thì em về dưới đó một lần?
nào mà có dịp lễ em mới được về. Hôm hồi là chỉ có gia đình có công chuyện mới về thôi. Em là con thứ mấy gia đình? Em là con út. Út anh cũng út luôn. Anh thấy món ăn như thế nào? Cái này thì hồi trước giờ anh chưa ăn lần nào. Em thấy cũng miền Bắc cũng nấu cái vị cũng hơi đậm một tí, còn miền Nam thì nấu ngọt hơn. Em thấy là ngọt hơn mặn. Tùy theo khẩu vị thôi. Anh quan niệm như thế nào là về tình yêu? Niệm về tình yêu thì chung thủy, thật lòng. Nói được là phải làm được nha. Được chứ sao không được. Nếu mà anh quen em vậy từ khi nào, nếu anh xác định là mấy năm kết hôn? Anh thì nếu mà xác định quen, nếu mà thích hợp nhau á thì anh mong càng sớm càng tốt. Anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có gia đình để phụ làm ở nhà vậy đó. Chứ nhà anh thì giờ không còn ai hết, còn mẹ lớn tuổi thì cũng không phụ anh được gì. Là anh nói là khoảng mấy tháng, 6 tháng hay 1 năm hay là 2 năm? Càng sớm càng tốt à, không quan trọng là mấy tháng, quan trọng là thích nhau thì tiến tới. Em thì sao? Em hả? Nếu mà em quen thì năm nay 28 rồi, thì em muốn là 30 thì chuẩn hơn. Trong đó thì hai người phải tìm hiểu nhau khoảng 2 năm là được rồi. Trời ơi, tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy trời ơi, trời ơi, chết rồi. Thằng nhỏ muốn lấy vợ liền, ở cách nhau xa xôi mà tìm hiểu 2 năm đi lên đi xuống chắc chết, nhỏ quá. Tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy cưng? Em sợ là hai người chưa có hiểu nhau lắm. Trời ơi, bây giờ mà có tìm mà chịu hiểu có 3 tháng, 6 tháng cũng hiểu nữa, mà 2 năm mà muốn gạt nhau rồi cũng không bao giờ hiểu được em ơi. Ăn thua em tìm cái tính cách người hiểu là tính cách chân thành hay là không rồi ha. Em về nhà, về quê người ta, em kiểm tra, em quan sát, em gặp mẹ người ta rồi coi coi cuộc sống làm ăn của người ta sao. Đầu tư nếu tập trung vô mà chịu đầu tư 6 tháng 1 năm là nhiều rồi. Cảm thấy được là tiến tới, không được thôi tìm chi cho nhiều. Trời ơi, có nhiều người quen gì 6-7 năm trời rồi cũng chia tay, chi mất thời gian vậy. Ăn thua cảm xúc của em thôi, ăn thua tình yêu của bạn. Hai bạn có đồng cảm xúc với nhau không, yêu nhau rồi tự động là cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào ta cảm thấy cần nhau, không thể sống xa nhau nữa, chúng ta sẽ về chung một nhà. Đồng ý không? Yeah. Đó. Bây giờ thì chị Tường mời hôm nay là bạn Nam đi, là có chị Hai đi theo phải không em? Yeah. Mời chị Hai vào đây ạ, cho xin một vài ý kiến của chị Hai ạ. Chào chị Hai đi em. Rồi. Hồi nãy giờ chị Hai lắng nghe câu chuyện rồi, chị Hai cảm thấy cặp đôi này sao chị? Ăn thua em nó chịu thì chị cũng, em cũng chịu. Chị Hai là chị Hai ruột đó hả? Có hai chị em thôi đó hả? Nhưng mà chị hôm nay chị nhìn thấy hay là em của chị nè, có những cái ưu điểm hay còn những khuyết điểm gì mà nãy giờ em chưa kể ra không chị? Nó thì siêng năng hoạt bát, chứ tánh tình nó cũng vui vẻ chứ không có gì khắt khe hết. Không có tật xấu gì không chị? Xấu thì cũng có, như là la quá thì bực bội chứ không có gì quá đáng. Thế ở nhà mẹ là có dặn dò dạy dỗ là có dặn là kiếm con dâu như thế nào không chị? Có đặt ra tiêu chuẩn như sao? Mẹ ba cũng có nói, như nó thương đâu thì mẹ chịu đó. Dạ. Chứ không có kén chọn. Dạ. Rồi hôm nay chị nhìn thấy cô gái này chị có nhận xét gì không ạ? Thấy cô gái này cũng được mà ăn thua cổ chịu hay là không thôi chứ em. Thương quá. Vậy là cổ chịu hay không thôi chứ em chỉ là chịu rồi đó hả? Em thì thương thì nó thương thì em cũng chịu. Dạ. Ăn thua hai đứa nếu tìm hiểu chịu thì tiến tới. Rồi, cảm ơn chị nha, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái ở nhà luôn nha. Rồi, chúng ta cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, cô có kết, cô có hậu không nha chị. Dạ. Rồi, chúc chị sức khỏe nha, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi của chương trình ha. Mọi người bóc một lá bài ạ. Rồi, em đọc lớn lên chị nghe coi. Buổi hẹn hò đầu tiên, bạn muốn đi chơi ở đâu nhất? Hỏi bạn gái đi, ưu tiên bạn gái. Mình hỏi bạn gái coi. Em muốn đi chơi ở đâu? Em hả? Xem phim hay là vô quán cà phê cũng được. Được không? Được. Nếu như hôm nay bấm nút hẹn hò thì em muốn buổi hẹn hò đầu tiên là khi nào? Nếu mà anh còn về, nếu mà anh về thì hôm khác cũng được. Nếu mà bữa nay, nếu mà hai người có bấm thì hẹn đầu tiên bữa nay. Ừ, đúng không? Chúng ta còn nguyên một buổi chiều, đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Một công đôi ba việc, cô gái đang tạo điều kiện cho em đó, thuận lợi cho mình đó. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn.
vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Đứng lên bước qua liền, cơ hội đánh nhanh rút gọn luôn. Qua thuyết phục bạn gái hung được 3 cái. Hung được 3 cái nè. 3 cái ở 3 chỗ khác nhau, chỗ nào tùy em xin. Thẳng tiến tới, trước tiên mời bạn gái đứng dậy. Rồi, đẹp đôi lắm rồi đó. Nói gì nói đi. Cho anh xin hung ở tay. Trời, hung hay hửi vậy trời, hung lâu lâu chút coi. 10 giây, hung lại. Có mùi vị gì không? Mùi gì? Mùi nước hoa. Rồi, mới có một cái, tiếp tục. Hung đầu nữa chứ. Hung tay anh phải. Cái đầu mà hung nhiều quá. Hai cái lời quá, tham gia chương trình biết được gì chưa, thấy lời quá. Cái thứ ba. Hay bà em muốn hung cái đầu. Em cho thì anh hung. Hung chán. Hung chán. Dễ thương quá, tuyệt vời. Rồi, về chỗ đi em. Cảm xúc sau ba nụ hôn thấy trong người như thế nào? Khỏe. 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 Rất thiệt tình. Mình nãy giờ mệt lắm, giờ hung là khỏe rồi đó hả? Lo. À lo. Khỏe. Trời ơi. Em, sau ba nụ hôn của anh em cảm nhận như thế nào? Hơi có chút. Hơi có chút rung động, đó là tín hiệu tốt rồi. Hết thời gian cho hai bạn. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, hai bạn hãy tự cảm nhận. Suy nghĩ xem mà nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì. Đối phương có thích hợp với mình hay không? Mình có rung động xao xuyến gì hay không? Đối tượng này nếu tìm hiểu có thể tiến tới hôn nhân được hay không? Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút, có nghĩa là bấm nút để hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ trai gái để tìm hiểu. Đây không phải nút bấm tìm bạn nha, đây là nút bấm để yêu nhau. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu chúng ta sẵn sàng cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái mối quan hệ này một cách nghiêm túc thì chúng ta hẳn bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3. Bấm sớm quá. Có bấm đúng không? Mà ta mới đếm 2 à. Là bấm rồi hà. Cái chuông này nó phải 3 bấm mới được nha. Rồi, mời hai bạn qua đây đứng ạ. Rồi, nắm tay nhau đi hai em. Một nụ hôn lên má kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lên trán. Tùy em. Rồi, chị Tường gửi tặng hai em. Đây là món quà tặng cho bạn gái để làm đẹp. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim để tối nay có thể là chúng ta trực tiếp hẹn hò luôn, chiều hôm nay luôn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Có gì tin vui tìm hiểu nhau. Một năm thôi, ở xa mà 2 năm nó mệt lắm nha cưng nha. Dạ, dạ. Rồi, báo tin vui cho chương trình để chương trình tới chia vui với mình nha. Dạ. Tôi xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Hôm nay có vẻ hơi lạ đúng không quý vị? Tại vì mọi người cũng biết rồi đó, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như một số những tỉnh cả nước là đang thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ, đó là mình phải cách giãn xã hội để cho mình có thể là khống chế được dịch bệnh và giữ gìn sức khỏe cho người dân. Cho nên là Tường đang ngồi ở nhà của Tường đây, nhưng mà cũng không quên cái nhiệm vụ của mình, đó chính là làm mai làm mối. Hôm nay thì có một mình tôi ngồi ở nhà sẽ kết nối lại cho quý vị khán giả. Chúng ta có thể nhìn lại một chặng đường vừa qua của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Có những cái nhân vật, có những cặp đôi nào đặc biệt? Qua 14 tập phát sóng với sự xuất hiện của 28 cô gái dễ thương, mỗi người một cá tính và đã mang đến nhiều màu sắc cho chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Họ là các cô gái tài năng, tự tin thể hiện mình trên sân khấu. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngập ngừng đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Rồi trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời, một khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng trời chẳng nghĩ ngợi. Môi vẫn luôn cười, tươi tắng xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. Dạ, em chào hai vị MC.
và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp? Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc có gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. Dữ lắm á trời. Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế, với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Nhưng mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường, em tên là Khánh Uyên. Năm nay em 23 tuổi và em đang là nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Em có cần show show gì, điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ, giống như show quá rồi. Dạ điểm mạnh của em là nói được hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh. Em hãy thử sổ một chút xíu đi nào. Hi guys, my name is Uyên and I'm 23 years old and today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank you. Yeah. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn. Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yếu ớt này anh đã không cần. Dạ hết rồi ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, hai trong một mới. Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Thì ngày hôm nay không biết là các bạn còn nhớ hai cái nhân vật đó là bạn Khánh Uyên. Bạn Khánh Uyên với lại là bạn Minh Trí không ạ? Bây giờ thì xin cho chị Tường sẽ bắt đầu kết nối với bạn Uyên với bạn Trí nha. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình, nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng. Nhưng thì... mà tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á, nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì thì em sẽ ấy ra thì ấy ấy. Đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen thì bị chán á, tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... Em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm. Em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được? Tình yêu nó đẹp lắm em. Trời ơi, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu. Trời ơi. Trời, trời, làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chỉ trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn chị. Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà thì bạn thì mình sẽ chấp nhận đổi vốn để mình. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm.
hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em mới mây, em mới mưa, em mới nắng, em mới bão gì đó. Phải phân định ra. Bấm. Cái này không sáng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành quà để dành cho nhau luôn hả trời. À, cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi. À, cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách, à, hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Hello. Chào chị. Chào chị. Chào, em nghe chị ơi. Rồi bây giờ thì là hai bạn đã xuất hiện rồi ha. Hai em là xuất hiện trong hình như là trong tập 8. Chị Tường nhớ là trong tập 8 Tố Phát Sóng mà có những bạn rất là dễ thương luôn. Từ hôm đó tới nay là hai em là mình quen biết nhau vậy là được mấy tháng rồi Uyên? Dạ được 3 tháng rồi. Bữa giờ tiến trình mối quan hệ vẫn tốt đẹp hả Uyên? Dạ cũng bình thường ạ. Yêu nhau mà trong mùa dịch nó cũng nhiều khó khăn quá ha. Dạ. Bữa giờ trong mùa dịch á, rồi em chăm sóc bạn gái mình như thế nào? Thì em chỉ có nhắn tin hàng ngày hỏi thăm, có gì mới thì em sẽ kể cho bạn ấy nghe chẳng. Nhưng mà cái hôm mà ghi hình xong á, là mình vẫn có được một thời gian là mình vẫn hẹn hò yêu đương, đắm đuối đúng không? À, cũng đi chơi được 3 lần, em nhớ là 3 lần. 3 lần có thu hoạch được nhiều không em? Dạ không, chủ yếu là tụi em đi chơi để nói chuyện, tìm hiểu nhau thêm thôi chị, chứ cũng chưa thu hoạch gì được. Trời đất ơi, mà bây giờ thấy tình hình như thế nào? Em thấy là Uyên có phù hợp với mình không? Cái điều gì là em thích nhất ở Uyên? Còn những cái điều nào mà các bạn cảm thấy là chưa hợp nhau, cần phải là tìm hiểu thêm? Về phía em thì em vẫn chưa thấy có gì đó làm em không thích. Chỉ có điều là tụi em chưa có kịp thân thiết nhau hơn nữa. Thì đại dịch tới thì khúc đầu tụi em cũng có hơi mém một chút nữa, chắc là cũng mở rồi đó. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng để xem qua mùa dịch này như thế nào. Vì dịch mà vỡ hay là lý do gì mà vỡ? Khoảng thời gian đó là tụi em chỉ có nhắn tin qua lại với nhau thôi. Thì trong cái lúc nhắn tin đó thì nó hơi... em cũng không biết nói sao. Cái này chắc để Uyên nói thì hợp hơn. Tại này hiểu Uyên. Cái gì kỳ vậy? Sao Uyên? Nói thiệt chị nghe coi, vụ gì Uyên? Tại vì là do là cái đoạn thời gian đó là mới á chị. Mà kiểu hai đứa cũng chưa có học được cái cách là phải quan tâm như thế nào. Nên là em bị kiểu bị hụt hẫng nhẹ á. Là ủa là mình đang có bạn trai hả hay sao mà thấy không có cảm giác gì hết vậy. Nên là em hơi wow chút xíu. À, có nghĩa là mình chưa đủ hiểu nhau, chưa đủ để thông cảm cho nhau, rồi cái dịch nó làm cho mình phải ly tán, cái làm ra mình phải hoài nghi nhau, giận hơn không đúng không? Có một chút xíu giận thôi chứ cũng không hẳn là giận hết. Bây giờ ổn hơn chưa? Hiện tại là ổn hơn chưa? Vậy giờ cũng ổn chị, tại sau lần đó thì em với Uyên cũng thống nhất là vì giờ dịch tình hình này thì không ai muốn, cho nên là bây giờ thì cả hai đứa đều phải học cách cảm thông rồi học cách lo lắng cho người kia. Uyên nhận xét về Trí như thế nào? Có những cái điều gì mà em thấy là nó hợp với mình và có những cái nào mà em cảm thấy là chưa hợp? Chia sẻ thẳng luôn. Cái hồi lúc đầu á thì em thấy kiểu sao bạn này theo thì quá, sống có giờ giấc á chị, không có kiểu như em là sáng thì dậy trễ, bữa dậy trễ bữa dậy sớm,
tối cũng buổi trễ buổi sớm mới ngủ, nên là lúc đầu em chưa có quen với cái giờ giấc của bạn này. Vì này kiểu trong cứ đúng 10 giờ, 11 giờ là tự đâu biến mất, đi ngủ mất tiêu. Nên là hồi đầu em hơi khó chịu ha. Ờ, có chịu thiệt, đang nói chuyện tự nhiên mất tiêu. Ủa nhưng mà trước khi trước khi mất tiêu là có goodbye, anh ngủ đây, em ngủ ngon gì không? Tự nhiên mất ngang. Mất ngang. Đâu có chị, thì bình thường em vẫn thức, em nhắn tin, em vẫn thức nhắn tin, mà tại đôi lúc chay trả lời tin nhắn lâu quá em nằm ngủ lúc nào không hay chứ không là không, người ta quen lối sống lành mạnh mà, thông cảm đi. Nên là lúc sau thì em mới kiểu biết cái giờ bạn này rồi, mấy giờ dậy, mấy giờ đi ăn, mấy giờ đi ngủ em cũng biết, nên là em cũng đương theo được kha khá, nên là em không có bực nữa. Với lại bạn này hay nói chuyện kiểu câu khẳng định đó chị. Có ví dụ, ví dụ bạn đó hay nhắn là anh đang ăn cơm xong, em cũng biết trả lời sao nữa. Nên nói em hồi trước á em sẽ lời em sẽ trả lời là rồi hai đứa tính luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ trả lời lại được là em đang ăn cơm, hay là chụp một cái hình đồ ăn ra vậy thôi. Nói chung là cũng thay đổi một chút xíu rồi, chứ không có cọc lóc như hồi đó nữa. Rồi có điều gì hài lòng không? À không hài lòng là em biết được bạn này hút thuốc rất là nhiều. Đó là gì mới nói yêu thì mà sao giờ hút thuốc rất nhiều? Tại vì em không ngửi được mùi thuốc á, nên là khi mà em thấy ai hút thuốc là em cảm thấy rất là khó chịu một chút xíu. Nhưng mà hên là không có gặp nhau nên là bạn nó cứ hút đi thì em cũng đâu biết đâu. Trời đất ơi, rồi mai mốt tới hồi gặp nhau hút sao? Bây giờ phải bỏ từ từ nha cưng. Trong mùa dịch bỏ từ từ để tới hồi hết dịch là gặp nhau, mà hút quá là của lại luôn à. Giờ cho tôi một cái điểm khen coi. Bát qua của anh kia chứ dễ dàng chê không á, cho một cái điểm khen coi. Bạn này dậy sớm, dậy rất là ngày nào cũng dậy sớm hơn em và nhắn tin, đó là nhắn chút buổi sáng cho em. Ừ, vậy là mình mở mắt ra là mình thấy những năng lượng tích cực ha. Sao bây giờ mình nhận xuất lại cổ đi. Đó, tiếp xúc được bên ngoài rồi thì thấy sao? Đôi lúc thì em cũng muốn nói chuyện nhiều với hay hơn nữa, nhưng mà cứ thỉnh thoảng mà có lúc nào mà em suy nghĩ được chuyện gì đó để cái chuyện với nhau thì Jay sẽ nhắn là hôm nay em bận, hôm nay em quay. Với thế là cả hai đứa cũng im luôn, im cho tới khi nào Jay làm việc xong thì nói tiếp, thì lúc đó em cũng quên mất câu chuyện em nói là gì luôn. Như vậy là chị nghĩ rằng chuyện chưa có mạnh nè, cảm xúc chưa có mạnh nó mới vậy. Có hôn nhau chưa? có cái trên chương trình đó chị. Có cái trên chương trình thôi. Jay vẫn còn ngại với em lắm cho nên là... Bởi vậy như vậy chưa có cảm xúc là đúng rồi. Nói chung là cũng may mắn là cái mối quan hệ này vẫn còn lại, chứ là không có đứt. Thì chị hy vọng là tụi em còn rất là trẻ, với lại bây giờ mùa dịch mà trời ơi, có thêm cái người quan tâm thăm hỏi của mình thì tốt quá đi chứ. Thằng Trí hứa một câu cho tôi nghe coi. Hứa là anh sẽ quyết liệt hơn, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Nói tôi nghe một câu coi nè. Thì sau cái chương trình này thì anh sẽ chủ động hơn, quyết liệt, táo bạo hơn. Nguyên cũng phải hứa là phải sẵn sàng, phải mở lòng, mới phải hợp một bên thì đâu có được, phải hai bên hợp tác với nhau mới được. Thì em cũng sẽ hứa ra hợp tác. Rồi thôi thay đổi nha. Rồi thôi, cũng chúc cho hai em vui nha. Rồi mình tiếp tục cái công việc của mình ha, giữ sức khỏe nha. Hẹn gặp lại tụi em ha. Dạ, cảm ơn chị Tường. Dạ chị Tường. Bây giờ thì Tường sẽ kết nối với quý vị, gặp một bạn nữ đó là bạn Bảo Khánh nha quý vị nha. Rồi cho Tường kết nối với bạn Bảo Khánh à. Em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em, rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở bến Bình Đông, anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc, thì cũng thật là trùng hợp chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cũng mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Anh thích uống gì?
Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha, uống rượu mạnh mẽ nha, trà sữa rồi nha. Rồi được rồi, thì tới bên kia đi, tới em trai đi sao nè. Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Rồi, theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên tivi nên rung. À, vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Đó, em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng. Theo như mình thấy thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng á thì làm công việc ba với hả, tính cách cũng kiểu giống như soi nổi à, cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ á thì cũng kiểu thích cho cái này nọ à, đi đây đi đó. Còn cái bạn nữ áo đỏ á thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng á thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh á thì kiểu thư sinh này nọ hợp hơn. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp, đổi cặp là hợp, theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Em vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? À, có nghĩa là em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô áo đỏ, là cô ghế đỏ đàng hoàng. Vẫn còn chưa biết gì hết. Vậy cho họ gặp nhau đi nè chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Năm, 4, 3, 2, 1. Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ, em thấy hai bạn rất là xinh à. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai, với lại hay cười. Bấm. Hết thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn sáng. Hello, chào Khánh. Dạ, em chào chị Tường ạ. Ngồi ở nhà mình đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi mùa dịch này khỏe không? Đang ở nhà với ai? Dạ em ở với anh hai của em. Mùa dịch này thì anh hai làm online. Rồi dạ, chị mai mốt cho em xong á, tới cái lúc mà chương trình phát sóng lên á, chị coi lại mà chị mất cười muốn chết. Nhớ em nói em mà quen người nào là con trai nào là trai đó từ thẳng thành công luôn. Rồi sao? Rồi hiện giờ có thu hoạch thêm gì mới chưa? Dạ em không biết anh Tùng có gì hả. Sau cái chương trình thì anh Tùng cũng có liên hệ với em thì quá trình nhắn tin thì anh cũng có kêu em là kiểu chợ ơi cái gì vậy bà cái gì sao ai nói gì vậy bà? Anh Tùng em nghĩ là cái đó chắc mình nói vui thôi chứ cũng không có xui tới vậy. Ủa nhưng mà giờ hai đứa còn liên hệ với nhau không? Hai bạn còn liên hệ với nhau không? Dạ cũng có, kiểu như bạn bè thì lâu lâu có nhắn tin. Tại vì hồi trước là có một lần là tình cờ em đi, em thì đi làm bằng Grab. Khi mà em đi từ công ty em về thì em bắt Grab á, thì em bắt cái anh là sếp đó, thì em thấy cái tên là Lâm Thanh Tùng, nhưng mà em đó giờ không có để ý cái tên anh Grab là cái gì hết. Để ý. Còn cái avatar thì em đâu để ý làm gì đâu, nó chỉ là anh Tùng, em thấy cũng ngộ là lạ thôi. Thiệt là anh Tùng anh chạy tới công ty của em là anh rước ngay chân em luôn đó chị. Nó là một cái gì thì lúc đó anh Tùng anh chở em về nè. Thì đó là em cũng bất ngờ luôn, tại vì em thấy em với anh có nhiều cái điểm giống nhau quá, thế nên mà em bắt chiếc lát mà cũng bắt chúng anh Tùng. Hay quá ha. Ủa nhưng mà vậy mà sao không liên hệ quan tâm nhau nhiều hơn chút mà sao chỉ lâu lâu mới liên lạc với nhau nghe buồn quá vậy? Không có phát triển lên tình cảm lên được nữa hả? Thật ra cái cảm xúc của em lúc mà em bấm nút á là em đã dành trọn cảm xúc của em trong cái nút bấm đó rồi. Thì khi mà anh không bấm lại em á thì em cảm thấy nó hụt hẫng á chị. Nên là giống như cái cảm xúc của mình nó bị bơi rất là nhiều rồi. Đó, cho nên là khi mà em gặp ảnh hay gì thì em cũng chỉ cảm thấy là bình thường thôi, như bạn bè thôi. Rồi bây giờ là cũng nhắn tin qua lại, cũng có liên hệ lâu lâu hỏi thăm vậy thôi. Chứ không có gì phát triển, không có gì đặc biệt hết. Sau khi ghi hình tới nay rồi có thêm mối quan hệ nào khác nữa không? Thì sau cái chương trình nó phát sóng xong buổi tối hôm đó đó chị, là
gia đình, ba mẹ em gọi cho em, đồng nghiệp em, bạn bè em gọi cho em quá trời, cái đêm đó em không ngủ được luôn. Thì sau cái chương trình phát sóng thì em thấy là cũng có rất là nhiều người liên hệ với em. Em cảm thấy là sau anh Tùng mà anh không bấm em lúc đó đó thì cũng tạo ra cho em nhiều cái cơ hội hơn rất là nhiều người. Nhưng mà vui phải không? Sau khi tham gia chương trình xong là thấy có nhiều cái năng lượng tích cực hơn đúng không? Dạ, dạ đúng. Em thấy tham gia lúc đầu em cũng sợ là cái kết quả nó hiện lên là người ta không có bấm mình á thì nó hơi quê. Thì nhưng mà sau cái kết quả nó ra thì nó cũng như em tưởng tượng. Là mọi người đều nói là trời ơi, người ta đẹp gái vậy á hả? Chị dễ thương nhẹ mà không bấm. Thì em cũng đúng, đúng. Ok, thấy vui. Rồi thì bây giờ em có kế hoạch gì không? Bây giờ trong mùa dịch này thì em có kế hoạch cho cái cuộc sống của mình không? Dạ hiện tại thì em đang vẫn tiếp diễn công việc hàng ngày với em không? Bình thường thì mình lên công ty, còn bây giờ mà làm ở nhà nó sẽ hơi cực hơn xíu. Tại vì công việc của em là nó chuyên về giáo dục cho nên là nó có thể dạy trực tuyến á. Với lại là em cũng đang học thạc sĩ vào thứ bảy chủ nhật á, vào cuối tuần, cho nên là mọi thứ nó vẫn diễn ra một cách bận rộn. Rồi khi qua dịch em cũng tiếp diễn cái công việc như vậy thôi ạ. Em cũng hy vọng là các bạn nữ nào mà độc thân hoặc là không có cái cơ hội tiếp xúc với các bạn nam á, thì cũng nên mạnh dạn đăng ký tham gia cái chương trình này. Tại vì nó có rất là nhiều cái lợi cho mình. Là nếu mà mình hơn, mình bấm, mình được mắt cho nhau á thì là ok. Còn nếu mà không á, thì bạn nam mà không bấm mình á, thì mình cũng khá là có nhiều cái cơ hội hơn nữa. Khánh nói rất là đúng luôn á Khánh. Ok Khánh, bây giờ chị Từ Khánh là cố gắng tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi nếu mà có cũng vui gì hay gì dạ, nhớ báo cho Từ biết với dạ, nha. Dạ, cảm ơn chị, em chào chị. Ok dạ. Hai đội có đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi. Một, hai, ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy? Lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Không, cắn nẹ vậy? Nó dễ vỡ, nó em mong manh vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ. Đừng nên đứt, đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn nhầm. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy anh ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm anh đứt dây là thua. Ăn đi, đi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó, đó. Đừng nên dùng tóc dài. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Để lên. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn đi. Cà lăm cái gì? Em không ăn thì em ngậm đi cho ảnh ăn. Thôi em. Thôi vậy, sao cà lăm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa sao bên đây cà lăm luôn rồi? Hả? Em nghe em đi. Em nhìn nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa sao ngồi cà lăm luôn vậy? Dữ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng tao dễ thương mà. Tội. Bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh chìm nhẹ nhẹ ngang giật em xỉu được anh rồi. Đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi, nắm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có cà lắm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Hơi. Anh thấy em sao? Em em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về, trả về. Sau khi tham gia chương trình đó, thì cảm giác của mình nó rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng rất là vui. Giữa mình với lại bạn, với lại anh Hà thì cũng có liên lạc với nhau, cũng có nói chuyện thường xuyên với nhau. Nhưng mà cụ
cũng đang còn tìm hiểu thôi chứ chưa có tính xa hơn. Tại vì khoảng cách của hai người cũng xa quá nên không có tìm hiểu xa sâu hơn được. Khi mà nghe chương trình có cái trò chơi đó, đó là giật mình luôn. Cái khúc đó là cái khúc mà em nhớ nhất luôn á. Tại vì gung quá trời gung, tự nhiên cái gặp cái mình đứng đối diện với cái người mà mình từ nào giờ mình đâu có quen biết đâu, tự nhiên nói chuyện được có mấy câu, cái tự nhiên cái gặp mặt vậy đâu có được, mắc cỡ lắm, ngại lắm, cảm giác sợ á. Tại vì từ hồi nào giờ chưa có mà gặp ai mà mình bị cà lâm vậy á, cũng chưa bao giờ mà cận mặt một cái người lạ mà sát bên vậy hết, nên run lắm, cảm giác nó kỳ lắm, nó run lắm. Sau chương trình đó thì thấy anh Hà cũng rất là dễ thương, cảm thấy anh rất là tốt, nói chuyện cũng rất là nhỏ nhẹ ngọt ngào nữa. Em gái của mình là người đăng ký chương trình cho mình thì có nói là trong chương trình thì anh Hà cũng rất là dễ thương, nói chung là anh Hà rất là hợp với mình, nhưng mà còn chuyện tiến tới được hay không thì em gái không có biết được. Rồi thì bây giờ em có kế hoạch gì không? Bây giờ trong mùa dịch này thì em có kế hoạch cho cái cuộc sống của mình không? Mùa dịch này á, thì rất là khó khăn cho tất cả mọi người luôn, chứ không có riêng gì mình và em gái của mình. Thì dịch rất may mắn là mình có quê để mình về. Có những bạn ở Sài Gòn thì rất là khó, mình biết là có những bạn ở Sài Gòn rất là khó khăn, nhưng mà mình mong các bạn sẽ vượt qua được cái việc khó khăn lần này. Thì công việc của mình á, thì cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Tại vì dịch này thì rất là ít người sử dụng mỹ phẩm, công việc của mình cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn thôi. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều là đã cho em cơ hội để được lên giao lưu với tất cả các bạn và ở trên chương trình. Và em mong là chương trình của mình sẽ là ngày phát triển tốt hơn để có thể giúp những bạn mà chưa có tìm được một nửa kia của mình có thể sẽ tìm được hạnh phúc cho mình sớm hơn. Và em cảm ơn chương trình nhiều ạ. Rồi, nếu mà có tin vui gì hay gì nhớ báo em từng biết giống nha. Và